Ừ, lên kia cho mát đi con. Trời ơi, dặn khó. Trời ơi, đi ha. Đứng kế anh hai kìa. Khang. Khang ơi. Đúng rồi, ủa sao anh hai giỏi vậy ta? Ba là đó, ba nói với con vừa rồi. Phao giữ con vịt lại đó. Hả, giữ nó lại để cho nó trôi. Neo. Neo lại. Nó trôi lại, nó chạy tới đó luôn là sao? Ừ. Neo nó lại. Hoặc là nó trôi vô cầu. Trời. Đụng cái này. Không có lấy nón theo ha. Cười coi. Ê, ê, Út. Con trai. Hồ này là hồ Bán Nguyệt. Tại vì nó nửa hình tròn. Nửa hình tròn. Anh Khang, con quay ba con. Quay ba đi, nhìn yên yên nha. Bây giờ đi con quay con nha. Con quay.